Xin chào em nhé. Thì bắt đầu video này thì mình sẽ điểm qua về mặt thị trường chung một tí. Thì ở thị trường mới một cú điều chỉnh, Bitcoin điều chỉnh 10% trong vòng 24 giờ. Chúng ta có thể quan sát đến khung tuần của nó thì đang trong vùng đi ngang sau đó điều chỉnh. Thì là nó tác động bởi một số tin tức tiêu cực như như là tình nguy cơ về suy thoái kinh tế do Fed vẫn chần chừ việc hạ lãi suất. Thứ hai là việc quỹ Jun Trading đang thanh lý và giải thể dẫn tới việc thanh lý tài sản. Cái việc đấy thì có chính xác hay không thì mình không không rõ nhé. Ngoài ra thì việc chứng khoán cũng đỏ lửa và cũng điều chỉnh theo nhịp chung của toàn thị trường nhé, chuyển tài chính tới chung. Thì là mình nghĩ là việc này chỉ tác động trong ngắn hạn thôi, còn dài hạn thì thị trường vẫn ok. Thì thứ nhất là việc giá Bitcoin điều chỉnh này, thứ hai việc gas rất là thấp thì cơ hội tốt nhất để chúng ta có thể min run run Bitcoin nhá. Đấy, gas rồi chỉ giảm 1-2 thôi thì cái mức tối thiểu của nó là 1 thì là chúng ta đã giảm về 2 rồi, giảm về 1 kịch kim nhá, không thể giảm được nữa đấy. Thì là giá Bitcoin rẻ cộng kết hợp giá gas rẻ này min, chúng ta min run với chi phí rất thấp nhá. Thì hôm nay mình tìm được một website cho để hỗ trợ min run này với chi phí rẻ nhất có thể. Chúng ta thấy trên gate hiện tại đang giao dịch con đồng Ancommon này nhá. Con Ancommon này với giá khoảng 0.2 đô. Thì để min trên thị trường thì mình sẽ test tất cả các tool rồi. Thứ nhất là trang mới đó là trang satoshi.xyz này. Thứ hai là Unisat này, thứ ba là ord.io và thứ tư là trang Dan Alpha nhé. Để mình test trước. Dan Alpha thì điểm yếu của nó là chỉ có thể min được một token một lần nên chi phí sẽ rất cao. Thứ hai đó là trang ord.io thì mình sẽ test min. Sẽ test min nhé. Để min rẻ nhất thì mọi người sẽ kéo móc thay này 4.000. Đấy. Thì chúng mình sẽ chỉnh vào đây là sát là 2 nhé. Thì chúng ta nó sẽ tính toán cho mọi người là cái giá min. Giá min nó là nếu mà min trên trang này thì giá min mỗi đồng Ancommon này sẽ rơi vào 0.17 đô nhá. Đấy, tất cả chi phí 0.17 đô. Tiếp theo chúng ta test trên Unisat vào min. Unisat hiện tại đã giảm phí server nhá. Giảm phí server. Giảm còn fix cố định ở 4.999 sát thôi. Trước đây nó rơi vào khoảng 32 đô thì 4 sát này rơi giờ rơi khoảng 4-5 đô thôi đấy. Thì mình sẽ kích min cái min đồng Ancommon này rồi thì repeat min thì kích chúng ta sẽ kích lên 1.000 nhá, một lần chúng ta min được một lần 1.000 nên đây là đã lợi thế đi bao nhiêu rồi thì phí gas rồi đấy. Thứ hai ở cái phần UTXO này thì mọi người có thể chỉnh được đấy, như Dan Alpha thì nó fix ở 546 sát nhưng cái này mình có thể chỉnh được đấy, chỉnh về tối thiểu là 330 sát nên là cái phần lưu trữ trong cái expiration nó ít nha, chi phí nó giảm đi. Uncommon này cái custom này chúng ta chỉ về 2 nhé. Thì ở đây chúng ta sẽ test được cái chi phí min 1.000 đồng Uncommon này với giá gas là 2 thì chi phí chúng ta sẽ là khoảng 150 đô nhé. Vậy chia cho 1.000 thì chúng ta cho khoảng 0.15 đô một đồng Ancommon. Như bên này chúng ta đã rẻ đi 0.2 rồi. Còn bên này so với bên này còn rẻ hơn rất nhiều. Tiếp theo trong cuối cùng đó là trang Satoshi. Đấy là mình lấy trung bình giá gas bằng 2 hết đấy. Đây, thì nó thống kê cả các block tiếp theo này. Đấy. Mình sẽ bấm vào min. Bấm min now trên satoshi.xyz này nhá. Thì là cái gas này mình sẽ để là 2 này. Đấy, tất cả các trang mình test đều là 2 hết. Sau đó cái repeat min này mình sẽ kích kéo max thanh là cũng là 1.000 nhá. 1.000. Chỉ cần hai cái đấy thôi. Sau đó chúng ta sẽ tính toán ra đây. Với gas 2 và min 1.000 đồng thì chi phí sẽ là 0.48 đô. Đấy. 0.48 đô. Không là 148 đô
cho 1.000 đồng. Vậy chi phí là 0.14148 đô một đồng, thì là nó rẻ hơn Unisat khoảng 1 đô. Với 1.000 đồng thì sẽ giảm được 1 đô nhá, rẻ hơn 1 đô. Đấy. Thì trang Satoshi này là min nhanh. Để mà check min thì mọi người sẽ vào cái ví này nhá. Và run order. Thì mình đã test được 3 lệnh nhá. Anh. Đây mình test 3 lệnh thì cái lệnh hôm trước đó là đã hoàn thành. Thì lệnh hôm nay giá sát giá gắt ấy, mình min nó thấp hơn thì nó chi phí là 0.02. Thì là cái đang đang hoàn thành ăn golding rồi, kích vào để xem chi tiết cái lệnh đấy nhá. Đấy. Thì mọi người có thể hủy đấy. Có thể để order tiếp hoặc là hủy cái order đi để hoàn lại phí. Thì đây thì cái bát một thì nó min một đồng 1.000 đồng thì nó sẽ chia làm các bát khác nhau, thì cứ với 25 đồng nó gom vào làm một bát nhá. Đấy. Đấy thì một cái 25 đồng thì bát hai nó chưa min, vẫn đang trong quá trình chờ nhá. Thì bát một mọi người sẽ check cái giao dịch đấy, giao dịch 42 phút trước hai sát nhá. Thì cái bát hai đang trong quá trình min, mọi người click vào xem cái giao dịch đến đến giai đoạn nào rồi đấy. Thì đang ở khối chờ thứ hai, chuyển khối này xác nhận tiếp theo đẩy lên khối một và xác nhận đấy. Thì chi phí của nó là rẻ nhất trong toàn thị trường rồi, rẻ hơn rất nhiều so với sàn gate nhá. Sàn gate là đang giao dịch ở 0.19 đô mà trong khi đó min chúng ta chỉ mất khoảng 0.15 đô nhá. Đấy, rẻ hơn rất nhiều. Nếu để mà chi phí min rẻ nhất tối ưu nhất thì mọi người lên min mỗi lần 1.000 đồng thì sẽ tách ra cứ 25 đồng là một exhibition, nên là giảm chi phí. Nguyên nhân là có cái phí rẻ bên này ấy. Mình sẽ check lại này, nguyên nhân ở bên Satoshi rẻ đây thì mọi người có thể điều chỉnh được. Ngoài điều chỉnh là cái gas min này rồi nhá. Thứ hai ta có thể điều chỉnh được cái sát trong cái UTXO bình thường ấy, thì nó yêu cầu 546 sát đấy, trang Alpha Run. Còn trang Unisat thì mọi người có thể điều chỉnh là 330 sát, nhưng mà riêng đây có thể giảm về 294 sát đấy. Mọi người có thể chỉnh như đây được, chỉnh vào đây tối thiểu là 294 sát, nên cái chi phí này nó đã rẻ đi, nó rẻ hơn các trang khác do cái giảm cái chi phí này về được đấy.